Xin chào các bạn. Gần đây chúng ta nghe nói đến trên truyền thông báo đài rằng là có một cái bệnh viêm phổi mới ở bên Trung Quốc. Vậy thì đó, nếu bây giờ giả sử là chúng ta có một cái đợt dịch khác nó bùng lên, vậy thì chúng ta sẽ phải làm gì để mà phòng tránh hoặc là chúng ta nâng cao cái sức khỏe của chúng ta? Thì cái chuyện này đó mình cái việc mà bên Trung Quốc họ đang có một cái bệnh viêm phổi mới mà nó đang tấn công trẻ em nó, và thường nó làm cho cái phổi của trẻ em nó trở nên trắng, có là bệnh phổi trắng. Và bên Trung Quốc thì họ nói rằng cái này là do Mycoplasma nó gây ra. Nhưng mà đó theo các cái chuyên gia trên thế giới đó các bạn, hoặc là chức y tế thế giới đó, thì họ cho rằng là nó các triệu chứng như vậy nó không giống như là của cái Mycoplasma nó gây ra, mà người ta nghi rằng nó có thể là một cái đợt dịch khác nó bùng lên ở Trung Quốc. Và hiện nay đó thì Tổ chức Y tế Thế giới người ta đang yêu cầu là bên Trung Quốc là phải cung cấp thêm cái dữ liệu, các bạn cung cấp đầy đủ cái dữ liệu cho họ để họ có thể xác định xem nó là cái gì để người ta có thể phòng tránh. Tại vì người ta rất sợ một cái trường hợp của năm 2019, 2020 hơn các bạn. Và cái chuyện này đó thì mình biết được là cách đây nó cũng phải hơn 2 tháng rồi các bạn. Tức là cái chuyện nó cách đây hơn 2 tháng rồi. Bây giờ cái tình hình nó hiện nay nó cũng là ở bên China đó các bạn, ở bên Trung Quốc á, thì có rất nhiều trẻ em bị cái bệnh này hả các bạn. Và cái số lượng nó tăng đột biến so với hơn năm ngoái các bạn. Và người ta cho rằng là cái đợt này đó thì nó đặc biệt là tấn công vào trẻ em nha các bạn, là những cái độ tuổi mà nó có một cái hệ miễn dịch tốt nhất nha các bạn. Trẻ em nó có hệ miễn dịch tốt hơn người lớn các bạn. Vậy thì đó, bây giờ nếu mà giả sử bây giờ mình nói là bây giờ nếu chúng ta có một cái đợt dịch khác nó bùng lên, vậy thì các bạn làm cái gì để mà chúng ta có thể phòng tránh và đồng thời nâng cao cái sức khỏe của chúng ta, chúng ta tránh không có bị nhiễm một cái loại chủng mới hay vân vân các bạn. Thì đó, về nguyên tắc đó các bạn, nếu mà các bạn bị virus đó thì nó lây nhanh, nó lây lan rất là nhanh các bạn. Tại vì virus đó là cơ bản là vì nó sống lâu hơn các bạn, nó sống lâu, và do vậy đó mà cái khả năng lây lan của nó nhanh. Và khi mà chúng ta bị virus đó các bạn, trừ khi chúng ta có một cái loại thuốc vaccine hoặc là một loại thuốc chuyên biệt để trị cho cái dòng virus đó thì chúng ta sẽ mau khỏi các bạn. Còn nếu không đó là đa phần là do hệ miễn dịch của chúng ta nó sẽ tự tiêu diệt cái đó, tức là chúng ta tự khỏi các bạn bằng cách là chúng ta phải nâng cao cái hệ miễn dịch của chúng ta. Thì để mà có được một cái vaccine đó các bạn, hoặc là có một cái loại thuốc chuyên biệt để trị cho cái một dòng virus nào đó, đó thì đòi hỏi lâu lắm các bạn. Mình thấy là đòi hỏi toàn là khoảng từ 2 tới 30 năm, thậm chí là còn lâu hơn nữa để có thể nghiên cứu ra một cái vaccine hoặc là một cái loại thuốc chuyên biệt để có thể trị cho một cái dòng virus nào đó. Hoặc là bây giờ con virus HIV đấy các bạn, tới bây giờ chúng ta vẫn chưa có tìm ra được một cái vaccine nào là hiệu quả các bạn. Chúng ta chỉ có một cái loại thuốc để ngăn không cho nó phát triển thôi các bạn, còn tiêu diệt nó là chưa có. Theo mình biết là chưa có. Vậy thì đó, làm sao chúng ta có thể ngăn không cho các loại virus này nó xâm nhập cho cơ thể của chúng ta, hoặc là chúng ta làm sao chúng ta có thể phòng tránh được những cái loại dịch mới mà nó sẽ lây nhiễm cho chúng ta? Thì về nguyên tắc đó các bạn, mình thấy rằng là như thế này, tức là khi mà chúng ta bị nhiễm một con virus, ví dụ như là chúng ta bị virus cúm đi các bạn, cúm là một loại virus đó các bạn, chúng ta cứ bị thường xuyên, chúng ta không có tiêu diệt được nó các bạn, thì khi mà một loại virus các bạn, hoặc là vi khuẩn hoặc virus nó xâm nhập trong cơ thể của chúng ta, nhất là virus các bạn, thì cơ thể của chúng ta đó, việc đầu tiên đó là nó sẽ nhận biết rằng là có một cái kẻ lạ xâm nhập vô cơ thể của chúng ta các bạn. Và do vậy nó cũng tương tự như là khi mà các bạn bị dị ứng thôi các bạn, tức là các bạn ăn một cái gì đó hoặc là các bạn hít vô một cái gì đó nó gây ra một cái dị ứng hoặc các bạn một cái gì đó mà cơ thể của chúng ta nó nhận biết như là một cái kẻ lạ xâm nhập, thì lúc này ngay lập tức nó sẽ gửi một cái đội quân miễn dịch đi để mà tiêu diệt những cái đó. Nhưng mà cái vấn đề ở đây đó rằng là cái hệ miễn dịch của chúng ta đôi khi nó đâm lắm các bạn, tức là nó ngớ ngẩn lắm. Nó khi mà nó tấn công những cái mà nó cho rằng là một cái kẻ lạ xâm nhập cho cơ thể đó, thì đồng thời đó, nó sẽ tấn công những cái bộ phận khác trong cơ thể của chúng ta mà nó nghi ngờ giống như là một cái kẻ lạ xâm nhập đó các bạn. Và do vậy đó mà nó tấn công cái con virus đó thì ít, mà nó tấn công các bộ phận khác trong cơ thể của chúng ta thì nhiều các bạn. Và do vậy các bạn để ý, khi các bạn bị cúm đi thì các bạn sẽ bị
sổ mũi nữa các bạn, có bị đau họng nữa các bạn, có bị đau khớp nữa các bạn. À, thì tại vì nó nhận biết những cái đó giống như là một kẻ lạ xâm nhập các bạn. Bình thường nó, nếu mà không có chuyện gì xảy ra, nó để cho các bạn yên. Còn nếu mà có chuyện gì xảy ra, nó lôi ra, nó quấn hoài các bạn. Và do vậy mà nó làm, và do vậy mà cái hệ miễn dịch của chúng ta đó, nó tiêu hao rất là nhanh các bạn. Và nếu như mà, bởi vậy cho nên là khi mà trong một vài ngày các bạn để ý các bạn ho, các bạn sốt, hoặc là các bạn sổ mũi một vài ngày là các bạn bắt đầu các bạn sốt rồi các bạn đổ bệnh liền. Thì cái lúc này đó, tại vì cái hệ miễn dịch của các bạn nó xuống hết mức rồi các bạn, hoặc là các bạn nó về không rồi. Thì theo mình đó là một trong những lý do mà vì sao mà nếu mà các bạn bị bệnh nền á, thì thí dụ như khi bây giờ chúng ta bị một virus đi các bạn, hoặc là cái đợt Covid vừa rồi đi các bạn, thì chúng ta thấy rằng là chúng ta khi mà chúng ta chọn chưa thừa những cái người bị bệnh nền á, thì họ sẽ có xác suất là tử vong cao hơn những người khác, là tại vì lý do là như vậy các bạn. Tức là khi mà virus nó vô đó, cơ thể của chúng ta nó phản ứng quá mức tùy theo cái con virus, nhưng mà nếu mà cái con virus đó mà nó càng lạ thì cơ thể của chúng ta nó càng phản ứng mạnh các bạn, thì lúc này nó gửi hết cái đội quân miễn dịch đi để mà nó tấn công cái đó. Và do vậy đó, một thời gian ngắn thôi thì lúc này đó cái hệ miễn dịch của chúng ta nó về không các bạn. Và do vậy mà những người có bệnh nền đó, họ cái bệnh đó nó phát triển trở nên càng ngày càng nặng các bạn. Và một cái nữa là khi mà hệ miễn dịch của các bạn yếu, thì lúc này những con virus mà nó tiềm ẩn trong người của chúng ta, sẵn trong người đó các bạn, ví dụ như các bạn bị viêm gan CVB, các bạn bị viêm gan CVC ăn các bạn, vân vân, thì lúc này những con virus đó nó trỗi dậy và bắt đầu nó sẽ gây cho chúng ta rất là nhiều cái vấn đề các bạn. Và do vậy mà thường là chúng ta sẽ bị những người có bệnh nền đó các bạn, là cái khả năng mà tử vong đó sẽ cao hơn những người khác. Thì đó là cái lý do là như vậy, mình nghĩ là như vậy các bạn, tại vì mình để ý rất là nhiều cái chuyện đó. Vậy thì đó, đối với mình đó, thì theo kinh nghiệm của mình nha các bạn, thì cái việc đầu tiên đó mà mình bị nhiễm virus đó các bạn, hoặc là tức là bị cúm đi ha, hoặc là bị nhiễm một cái con, tức là một loại, một chủng virus nào đó, ví dụ như Covid nó có một loại virus các bạn, thì cái việc đầu tiên mà mình làm đó các bạn, khi mà các bạn có cái triệu chứng, hoặc là khi mà nhà mình những ai có cái triệu chứng ví dụ như là ho khan hoặc là hơi sổ mũi các bạn, thì việc đầu tiên đó mà mình làm đó là mình sẽ phải làm sao để làm dịu cái hệ thần kinh xuống các bạn. Tức là làm sao ngay lập tức các bạn phải làm cho cái hệ thần kinh của, tức là cái hệ miễn dịch các bạn, mình xin lỗi, cái hệ miễn dịch của chúng ta đó, làm sao mình đè cái hệ miễn dịch nó xuống, đừng cho cái hệ miễn dịch nó phản ứng quá mức để mà nó dự trữ các bạn, dự trữ hệ miễn dịch để hôm sau, tức là những ngày kế tiếp nó còn có cái để chúng ta sử dụng các bạn, để cho nó tránh cái trường hợp nó phản ứng quá mức. Thì chỉ có một cách thôi các bạn, đó là chúng ta dùng một cái vitamin D liều cao. Thì thường á là mình dùng cái vitamin D liều rất là cao các bạn, tùy theo á, tùy theo trường hợp. Thí dụ như là nếu như mà cái trường hợp mà nhà mình ví dụ như là ho mà ho khan đó các bạn, hoặc là mình cảm thấy cái triệu chứng nó hơi nặng, thì mình sẽ dùng một cái liều rất là cao các bạn, tức là một cái liều 100.000 IU các bạn. Các bạn biết 100.000 IU vitamin D3 đó các bạn. À, còn nếu như mà mình cảm thấy cúm xương xương thôi, các bạn, mình cảm thấy là nó hơi bị thôi, thì mình sẽ dùng cái liều nó khoảng là cái chừng từ 20-30.000 IU một ngày nha các bạn. Thì thường đó, nếu mà dùng 20.000-30.000 IU đó, thì mình thấy là khoảng cỡ chừng 3 ngày thì bắt đầu mới thấy là bớt các bạn. Còn nếu dùng liều 100.000 thì nó đè ngay lập tức các bạn, nó nhanh lắm, chừng 1-2 ngày là các bạn thấy cái triệu chứng nó giảm liền. Thì đó là những cái mà kinh nghiệm mà mình bỏ cho mình thường hay làm các bạn, để mình thứ nhất là các bạn phải làm sao các bạn đè cái hệ miễn dịch nó xuống, đừng cho hệ miễn dịch nó phản ứng quá mức, bằng cách là chúng ta làm cho hệ miễn dịch của chúng ta nó thư giãn các bạn. Và cái thứ hai nữa là các bạn phải nạp thêm vitamin C ha các bạn. Tại vì khi mà chúng ta chiến đấu để nâng cái hệ miễn dịch đó, thì chỉ có một cách là các bạn nâng cao vitamin C thôi các bạn. Thì vitamin C đó các bạn có thể nạp, là mình khuyên là các bạn nên nạp từ cái tự nhiên ha các bạn, từ các cái rau củ, hoặc là từ các cái trái cây mà chua đó các bạn, ví dụ như cam hoặc là nước chanh đó các bạn. Mình thì mình thích dùng chanh vàng, tại vì cái dưỡng chất nó cao. Thì khi mà các bạn bị nhiễm đó các bạn, hoặc là các bạn bị nhiễm cúm, hoặc là các bạn bị nhiễm một cái virus nào đó, thì cơ thể của chúng ta nó phản ứng quá mức các bạn. Thì lúc này đó các bạn nên, khi mà các bạn dùng C đó, thì các bạn nên chia ra các bạn uống ha các bạn. Tại vì cái vitamin C đó nó không có tồn tại trong người của chúng ta lâu các bạn, nó chỉ có một thời gian ngắn rồi nó mất đi thôi. Và do vậy mà các bạn phải nạp mỗi ngày. Và khi mà các bạn bị bệnh đó, thậm chí là các bạn phải nạp một ngày, các bạn phải chia ra nó khoảng cỡ chừng 4-5 tiếng các bạn phải nạp một lần đó các bạn. Thì nếu mà các bạn không có các cái nước chanh từ tự nhiên đó các bạn, tức là sản phẩm vitamin C từ tự nhiên, thì chúng ta miễn cưỡng ta có thể dùng cái từ viên sủi các bạn, tức là acid ascorbic gì đó. Thì
Tại vì cái vitamin C mà từ viên sủi đó các bạn, thì nếu mà các bạn uống nhiều đó thì có thể nó gây ra tiêu chảy các bạn. Và do vậy mà chúng ta không nên uống quá 1000mg một ngày các bạn. Thì cái đó là tùy trường hợp các bạn. Thì bởi vậy đó là trong nhà mình đó các bạn, lúc nào mình cũng có sẵn hai loại các bạn. Thứ nhất là vitamin D3 và thứ hai nữa là nước chanh các bạn. Chanh ha. Để mà thứ nhất là mục đích là để mình cần đó các bạn. Khi nào mà mình, tức là mình có sẵn ngay lập tức, thay vì mà, bởi vì các bạn biết là khi mà các bạn bị sốt thì các bạn, thì lúc này các bạn uống thuốc cảm 1-2 ngày thậm chí các bạn không có nhức được các bạn. Tức là lúc này chúng ta chỉ làm giảm được cái cơn sốt thôi các bạn, còn cái hệ miễn dịch của chúng ta nó đang phản ứng, ta vẫn chưa có làm được, và chúng ta vẫn chưa có nâng được cái hệ miễn dịch của chúng ta lên. Mục đích của chúng ta là phải nâng cái hệ miễn dịch của chúng ta lên nha các bạn, chứ nếu mà các bạn uống thuốc là chỉ giải quyết cái vấn đề tức thời thôi. Thì do vậy đó mà mình á, thì mình thường là mình chữ hai loại các bạn. Thứ nhất là một cái vitamin D liều cao à, các bạn, đây là các bạn, cái loại này là mình dùng là 100.000. Vitamin D này mình dùng 100.000 cái liều này, uống một lần luôn. Và cái thứ hai nữa là mình chữ một cái nữa, tức là cái vitamin D mà cái loại là 5.000 IU một viên các bạn. Đây có loại này các bạn, cái loại này các bạn thấy không, 5.000 IU một viên. Thì cái loại mà 5.000 nó thường là mình sẽ dùng mỗi ngày các bạn, tùy thôi. Tại vì đó, cơ thể của chúng ta, nếu mà các bạn muốn mà cái vitamin D mà ở cái mức mà để mà cơ thể của chúng ta nó khỏe mạnh đó các bạn, thì chúng ta phải cần có khoảng là 40 cho tới 50 nanogram trên 1ml các bạn. Có nghĩa là một ngày các bạn phải cần có khoảng là 8.000 cho tới 10.000 vitamin D, vitamin D3 đó, IU đó, tức là đơn vị quốc tế đó, International Unit đó, một ngày các bạn. Có nghĩa là các bạn một ngày các bạn phải tối thiểu đi ra nắng đó là khoảng cỡ chừng 30 phút các bạn, trung bình đó, từ 15 tới 30 phút. Nắng mà nắng dưới trưa đó các bạn. Còn nếu như các bạn đi các cái nắng mà buổi sáng sớm hay là buổi chiều đó, thì cái lượng ánh nắng nó ít đi rồi, chúng ta phải đi ra nhiều hơn các bạn, thì chúng ta mới có được cái lượng vitamin D đó. Đó là mỗi ngày đó các bạn, để mà chúng ta có thể nâng cái lượng vitamin D trong máu của chúng ta lên, để mà cơ thể của chúng ta nó hoạt động tối ưu. Nhưng mà các bạn thấy rằng là khi mà các bạn bị bệnh đó, mình thấy đó, khi mà nhà mình bị bệnh hoặc là bị cúm đó, mình dùng một cái liều 20.000 đó các bạn, mình chả thấy ăn thua gì đó. Tối thiểu là phải 30.000 IU đó các bạn một ngày, mình nói một ngày đó nha. Thì các bạn thấy rằng là nếu mà các bạn để mà đè được cái con virus nó xuống đó các bạn, thì các bạn phải cần 30.000. Vậy thì các bạn đi ra nắng một ngày đó các bạn, cả mấy tiếng đồng hồ các bạn, vậy thì chúng ta sẽ bị tổn hại các bạn, các bạn sẽ bị hư da, hoặc là các bạn sẽ bị mất nước, hoặc là mất khoáng các bạn. Ra mồ hôi là chúng ta mất nước, mất khoáng. Và nếu mà chúng ta không có bù khoáng kịp vô đó, thì nó còn tệ hơn nữa các bạn. Và do vậy đó mà tùy theo cái, đối với mình đó, thì tùy theo cái ngày nào mình ra nắng nhiều hay ít mà mình sẽ dùng một cái lượng vitamin D là 5.000 đó các bạn, một viên là 5.000 hoặc là 2 viên, tùy theo ngày nào. Nếu mình không ra nắng thì mình dùng là 2 viên. Còn cái liều mà 100.000 nó thường là mình để phòng hờ đó các bạn, phòng hờ khi mà có cái chuyện gì thì mình sẽ dùng cái liều đó ngay lập tức để mình hạ cái, để làm cho cái hệ miễn dịch của mình nó không phản ứng quá mức, để mình giữ lại nha các bạn. Thì nếu mà các bạn nào đó mà, và đồng thời các bạn có một cái nữa là đồng thời nữa là khi mà chúng ta bị bệnh đó, thì chúng ta đồng thời chúng ta phải nạp thêm kẽm ha các bạn. Có thể các bạn nạp thêm kẽm từ các cái thực phẩm các bạn, ví dụ như các bạn ăn các cái loại thịt, ví dụ như thịt đỏ thì có nhiều kẽm hơn là thịt trắng các bạn, hoặc là các loại hạt ha các bạn. Thì kẽm nó các bạn, nó sẽ giúp nâng cao hệ miễn dịch của chúng ta các bạn, và đồng thời đó nó còn giúp cho chúng ta, nó có làm giúp, tức là nó làm giúp ngăn cản cái sự phát triển của con virus các bạn. Đâu thì đó là ba cái các bạn nhớ không các bạn, thì ba cái mà các bạn mình nghĩ là các bạn phải cần để mà có thể phòng chúng ta bị một cái đợt dịch mới nếu như xảy ra các bạn. Thứ nhất là vitamin D liều cao không các bạn, thứ hai nữa là vitamin C không các bạn, và thứ ba nữa đó là kẽm. Còn một cái nữa là mình muốn đề cập đến ở đây đó chính là khi các bạn dùng vitamin D đó các bạn, vitamin D3 đó nha, mình nói vitamin D3 nha chứ không phải vitamin D2 nha. Thì các bạn nhớ là các bạn phải nạp thêm vitamin K2 nha các bạn. Chúng ta nhớ vitamin D3 là các bạn phải đi chung với lại vitamin K2. Tại sao? Tại vì khi các bạn nạp cái vitamin D3 đó thì cơ thể của chúng ta nó sẽ hấp thu được canxi các bạn. Và nếu như mà cái canxi nó dư đó thì nhiều khi có thể nó sẽ đóng cặn ở trong các chỗ khác các bạn, thay vì nó ở trong xương thì nó sẽ đóng cặn ở trong khớp của chúng ta, hoặc nó đóng cặn trong mạch máu các bạn, và từ đó nó gây cho chúng ta đau khớp hoặc là bị vôi hóa mạch máu.
thì chúng ta sẽ uống vitamin K2 để mà nó chuyển hết cái canxi dư đó, đó các bạn vào trong vào lại trong xương các bạn, để chúng ta đề phòng chúng ta không bị cái vô hấp mạch máu hoặc là bị đau khớp. Thì thông thường đó là cứ khoảng là trung bình đó là 10.000 IU không các bạn, 10.000 IU, 10.000 đơn vị đó, thì chúng ta sẽ dùng 100 microgram K2. Nhưng mà mình đó thì mình là mình dùng cứ 5.000 thôi mà, 5.000 đơn vị là năm mà đơn vị D3 là mình dùng 100 microgram K2 rồi các bạn. Đó. Thì đó là những cái thông tin mà mình muốn chia sẻ cho các bạn theo kinh nghiệm của bản thân mình đó các bạn, để làm sao chúng ta có thể phòng ngừa những cái đợt dịch mới nó bùng trở lại. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp các bạn trong các video tiếp theo.